Phật pháp thẩm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tông, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Minh Giáo Chủ Hoằng Nguyễn, độ sanh địa ngục vì không thể bất thành Phật. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, bốn tôn địa tạng Bồ Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, bốn tôn địa tạng Bồ Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, bốn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, lại nữa phương tiện giao qua, nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo, thời ngày giải rõ quả bao đuôi điếc câm ngồng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời ngày giải rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, thời ngày giải rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hành thanh tịnh và vu bán tăng già, thời ngày giải rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại sanh vật, thời ngày giải rõ quả báo phải luân hồi thường mang lẫn nhau. Nếu gặp kẻ pha giới phạm trai, thì ngài giải rõ quả báo cầm tu đói khát. Nếu gặp kẻ phung phi phá tổn của cải một cách phi lý, thì ngài giải rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ tao ta kiêu mạn công cao, thời ngày giải rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm chọc gây gỗ, thời ngày giải rõ quả báo không lưỡi hay trăm lời. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thì ngài giải rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh. Những chúng sanh trong cõi diêm phù đề, từ nơi thân khẩu ý tạo ác kết quả, trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế. Nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Những nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn diêm phù đề như thế, Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương trước để hóa độ đó. Những chúng sanh ấy trước phải chịu lấy các quả báo như thế, sao lại đọa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bậc hộ vệ người cùng bảo trợ cõi nước, chớ để những nghiệp chướng đó nó làm mê hoặc chúng sanh. Bốn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở, chắp tay lễ Phật mà lui ra.
Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyến thưởng hết. Bổn nguyện Địa Tạng đau lợi thiên cung, thần thông hiện hóa độ quần mông, đời ngũ trược khó thông, chúng sanh can cường ham vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật, nam mô thường trụ thập phương Phật, nam mô thường trụ thập phương Phật, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện danh hiệu của địa ngục phẩm thứ năm. Phổ Hiền hỏi, lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin ngài vì trời rộng bát bổ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hạng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi ta bà cùng diêm phù đế này, và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân già, nay tôi nương ngoài thần của Đức Phật cùng quái lực của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tối bao và ác bao. Danh hiệu của địa ngục, thưa nhân già, phương đông của cõi diêm phù đề có dải núi Thiết Di. Dải núi đó tối thầm, không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gian, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tư Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Quá Tiễn, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Xa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhân, lại có địa ngục tên là Thiết Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Báo Trù, lại có địa ngục tên là Lưu Hòa, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tỏa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiếu Cước, lại có địa ngục tên là Đám Nhàn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng, lại có địa ngục tên là Tránh Luân, lại có địa ngục
tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân già, trong dãy núi Thiết Di có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Kiêu Oan, địa ngục Bát Thiệt, địa ngục Phân Niếu, địa ngục Đồng Tòa, địa ngục Hỏa Tưởng, địa ngục Quả Cầu, địa ngục Quả Mã, địa ngục Quả Ngưu, địa ngục Quả Sơn, địa ngục Quả Thạch, địa ngục Quả Sàng, địa ngục Quả Lương, địa ngục Quả Ưng, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bát Bì, địa ngục Ẩm Quyết, địa ngục Thiêu Thù, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đảo Thích, địa ngục Quả Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Quả Lan. Những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, nhận đến trăm nghìn trong số đó, danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân già, đó đều là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chiếu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sanh dây núi Tu Di, có thể sâu vườn biển cả, có thể ngăn thánh đạo. Vì thế chúng sanh chứ khinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, dầu đến mãi mẫm đều phải chịu lấy, chỉ thân như cha với con. Mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường, dầu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương quay lực của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục, trong mong nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hạnh ác trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Tội báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân già, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tối ra mà cho trâu cài trên đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỷ dạ xoa ăn, hoặc có địa ngục vác dầu sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cốt đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bấm lửa lớn bay tấp vào người tôi, hoặc có địa ngục toàn cá thuần là băng giá, hoặc
có địa ngục đầy vô hạn đồ phấn tiêu, hoặc có địa ngục lao gai trong sắt, hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lừa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho răng sắt quấn cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi cho sắt, hoặc có địa ngục đóng ách lừa sắt nhân già. Những quả bao như thế, trong mỗi mỗi ngục có trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này do các hành nghiệp quý ác của chúng sanh mà cảm dời ra. Nếu tôi thuật rõ cả những sự về tội báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục lại có trăm nghìn thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Nay tôi nương sức oai thần của Đức Phật và vị nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế. Nếu nói rõ cả thì cùng kiếp nói cũng không hết được. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Như Lai Tăng Tháng Phẩm Thư Sau. Phật Phóng Quang Dặn Bảo, lúc đó khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn, soi khắp đến trăm nghìn muôn ức hằng hà xa cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp các cõi nước của chư Phật rằng: tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rồng quỷ thần vân vân, lòng nghe hôm nay ta khen ngợi rao bài những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ở trong mười phương thế giới hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn, để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh. Sau khi ta diệt độ, thời hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với trời rồng quỷ thần vân vân nên dùng nhiều phương trước để giữ gìn kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đều khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niết bàn. Phổ Quảng Thưa Thịnh nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng cung kinh chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: nay con nghe Đức Thế Tôn khen ngợi Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức quay thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế, trong mong Đức Như Lai lấy vì những chúng sanh trong thời mạt pháp sau này mà tuyên nói các sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rồng bát bổ và chúng sanh trong đời sau kính dâng lời của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Phổ Quang Bồ Tát cùng trong tư chúng rằng:
lòng nghe, ta sẽ vì các ông mà nói lướt về những sự phước đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho người cúng trời. Ngài Phổ Quang Bồ Tát bạch Phật rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe Phật dạy sự lợi ích. Đức Phật bảo Ngài Phổ Quang Bồ Tát: Trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đánh lễ, hoặc là luyến mộ người đó, sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp này. Phổ Quang, như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào, hoặc là quả vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đánh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời đau lợi 100 lần, không còn phải bị sa đọa vào ác đau nữa. Ví dầu ngày kia phước trời đã hết mà sanh xuống nhân gian, cũng vẫn làm vị quốc vương, không hề mất sự lợi lớn khỏi nữ thân. Như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường tướng vẻ của Địa Tạng Bồ Tát và những tượng cất bằng đất đá keo sơn đồng sắt vân vân, ngày ngày thường đem hoa hương đồ ăn đồ uống y phục gấm lúa tràng phán tiền bạc vật bao cúng dường như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mang một thân gái hiện tại thì đến 100.000 muôn kiếp còn không sanh vào cõi nước có người nữ, huống nữa là thọ thân gái. Trừ khi vì lòng từ phát nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh, nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, trong 100.000 muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. Thân xinh đẹp, lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, đến nơi trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát chỉ tâm chiêm ngưỡng đánh lễ chừng trong khoảng 1 bữa ăn, người nữ đó trong 1.000 vạn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp, không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm thân gái thì 100.000 muôn ức đời thường làm con gái nhà vua, cho đến làm vương phi, dòng dõi nhà quan lớn, cùng con gái các vị đại trưởng già, tướng mạo đoan trang xinh đẹp. Do vì có lòng chí thành chiêm ngưỡng đánh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đặng phước như vậy. Quý thần hổ về,
Lại nữa, này phổ quan, như có người thiên nam, người thiên nữ nào, có thể đôi trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát, mà trội các thư ký nhạc ngâm ca khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường, cho đến khuyên hóa một người hay nhiều người. Những hạng người đó ở trong đời hiện tại cùng thuở vị lai sau, thường được trăm nghìn vị quỷ thần ngày đêm theo hổ vệ, còn không cho những việc hung dữ đến tay người đó, huống là để cho người đó phải chịu các tay giả bất ngờ. Khinh chê mắc tội. Lại nữa, này phổ quản Bồ Tát, trong đời sau, như có người ác và ác thần ác quỷ nào, thấy kẻ thiện nam người thiện nữ quy y cung kinh cúng dường, ngợi khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, mà vọng sanh khinh chê, là không có công đức cùng không có sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê, cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niềm. Thời những kẻ như thế đến sau khi một nghìn đức Phật trong hiền kiếp nhập diệt cả, bị tội báo khinh chê nên còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội khổ rất nặng, qua khỏi hiền kiếp này mới được thoát thân ngã quỷ, rồi mãi đến một nghìn kiếp sau mới thoát thân súc sanh, lại phải trải qua đến một nghìn kiếp nữa mới đáng sanh làm người, giàu được làm người, nhưng ở vào hàng bần cùng hèn hạ tất nguyện thiêu sức, hay bị những nghiệp ác ràng buộc vào thân, không bao lâu phải xa đọa vào ác đạo nữa. Này phổ quan, khinh chê người khác cúng dường mà còn mắc phải tội bao xấu khổ như thế, huống nữa là tự sanh ác kiến mà khinh chê phá diệt tiêu tội chương. Lại nữa, này phổ quán Bồ Tát, trong đời sau như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay muốn chết cũng đều không được, hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ, cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đổi thành bệnh lao bệnh bài, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ, đây đều bị nơi nghiệp đau luận đôi chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ phải nên đôi trước tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng mà đọc
tụng kinh này một biên, hoặc lấy những món vật riêng của người bình thường ưa thích như y phục, đồ quý báu, nhà cửa ruộng vườn vân vân. Đôi trước người bệnh cất tiếng lớn mà sướng lên rằng: chúng tôi tên đó họ đò, nay vì người bệnh này đối trước kinh tường, đem những của vật này hoặc cúng dường kinh tưởng hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cung, hoặc cúng vào của thường trụ, sướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tan đến hơi thở đã dứt, thời quắc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, cho đến 7 ngày. Cứ lần tiếng xương bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này, sau khi người bệnh đó mãn chung, thời dầu cho từ trước có tội giả nặng, nhận đến 5 tội vô gian, cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sanh vào đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước. Huống nữa là người thiện nam, người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo người khác vẽ đắp, người đó khi thọ quả bao chắc đặng nhiều lợi lớn vậy. Này Phổ Quảng Bồ Tát, vì thế nên nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong 1 niệm, ngợi khen kinh này, hoặc là có lòng cung kính đối với kinh, thời ông cần phải dùng 1000000 phương trước khuyên hóa người đó phát lòng siêng năng, chớ đừng thối thất, thời có thể được 1000000 muôn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai, siêu độ vong linh. Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, như những chúng sanh đời sau, hoặc trong giấc ngủ, hoặc trong chiêm bao, thấy các hãng quỷ thần nhận đến các hình la, rồi hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc hái hùng sở sệt, đó đều là vì hoặc cha mẹ con em, hoặc chồng vợ quyến thuộc trong 1 đời, 10 đời, hay 100 đời nghìn đời về thuở quá khứ bị đọa lạc vào ác đạo, chưa được ra khỏi, không biết trong mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ nào, nên mới về mách bảo với người có tình cốt nhục, trong đời trước cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoát khỏi ác đạo. Này Phổ Quang, ông nên dùng sức quái thần khiến hàng quyến thuộc đó, đôi trước hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát chỉ tâm tự đọc kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến hoặc đến 7 biên. Như vậy kẻ quyến thuộc đương mắt
trong ác đạo kia. Khi tiếng tụng kinh đủ số mây biên đó, xong sẽ đặng giải thoát, cho đến trong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa. Khỏi nô lệ, lại nữa này phố quan, như đời sau này có những hạng người há tiền, hoặc tớ trai hoặc tớ gái, nhận đến những kẻ không được quyền tự do, rõ biết là do tội nghiệp đời trước gây ra, cần phải sám hối đó. Thời nên chí tâm chiêm ngưỡng, đánh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biên. Những người trên đó sau khi mạng báo thân hạ tiện hiện đời, trong nghìn muôn đời về sau thường sanh vào bậc tôn quý, trọn không bao giờ còn phải xa đỏ vào ba đường ác khổ nữa. Sanh con dễ nuôi, lại về nữa này phổ quảng Bồ Tát, về trong thuở sau này nơi cõi diêm phù đề, trong hàng sát đế lợi là Bà La Môn, trưởng giả cư sĩ, tất cả các hạng người và những dân tộc dòng họ khác, như có người nào mới sanh đẻ, hoặc con trai hoặc con gái, nổi trong bảy ngày sớm vì đứa trẻ mới sanh ra đó mà tụng kinh điển, không thể nghĩ bản này lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biên. Được vậy thì đứa trẻ hoặc trai hay là gái mới sanh ra đó, nếu đời trước nó có gây lấy tội giả chi cũng đặng thoát khỏi cả, nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi, lại thêm được sống lâu. Còn như nó là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thời đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn vậy. Ngài thập trai tụng kinh được phước, lại vậy nữa này phổ quang, trong mỗi tháng những ngày mùng một, mùng tám, 14 rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30, 10 ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tối kết nhóm lại, để định là nắng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Hơn nữa là những kẻ buôn lung giết hại, trộm cắp tà dâm vọng ngữ trăm điều tội lỗi. Về đời sau, nếu có chúng sanh nào trong 10 ngày trai kể trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát Hiền Thanh để đọc tụng kinh này một biến, thì chung quanh chỗ của người đó ở bông hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 do tuần, không có xảy ra những việc
tai nạn. Con chính nhà của người đó ở, tất cả mọi người hoặc già hoặc trẻ, về hiện tại và vĩ lai, đến trăm nghìn năm xa khỏi hẳn các ác đạo. Trong mười ngày trái trên đây, nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này, thì trong đời hiện tại, hãy làm cho người trong nhà không phải mắc phải bệnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư dật. Này phố quan, vì thế nên biết rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết trăm nghìn muôn ức những sự quái thần lực lớn, nhiều lợi ích cho chúng sanh. Như thế chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với ngài Địa Tạng Đại Sĩ, những chúng sanh đó hoặc được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng ba chữ hay năm chữ trong kinh này, hoặc một bài kể hay một câu, thời những người đó hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại, trăm nghìn muôn đời về vĩ lai, thường được thác sanh vào nhà tôn quý, thân hình xinh đẹp, danh hiệu của kinh. Khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bài ngợi khen ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, ngài Phổ Quán Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế rồi. Song nay vì muốn những chúng sanh trong đời sau này rõ biết các sự lợi ích đó, nên con mới bạch hỏi cùng Đức Như Lai. Dân con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bảo ngài Phổ Quang, kinh này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bốn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bốn Hạnh Kinh, đây là tên thứ hai, cũng gọi là Địa Tạng Bốn Thể Lực Kinh, đây là tên thứ ba. Do vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật giải xong, ngài Phổ Quán Bồ Tát tinh chiều chắp tay cung kính mà lễ Phật lui ra vậy. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, lợi ích cả kẻ còn người mất. Phẩm thứ bảy, khuyên tu thánh đạo. Lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù sanh tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Nếu gặp những việc
về pháp sử lợi lành, phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu. Còn hoặc khi gặp duyên sự bảo ác chẳng lành, lấy lần lần thêm lần. Những hạng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nắng thêm lần, càng không đốn thêm lần, chân đạp lung lúc sâu. Những người đó hoặc gặp hàng thiện tri thức đổi dùm đa bớt cho, hoặc là đổi dùm hết cả. Vì hàng thiện tri thức đó có sức rất khỏe mạnh, lại dìu đỡ người ấy khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu khi ra khỏi bùn lầy đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thời cần phải xét nghĩ đến con đường hiểm sâu ấy, đừng có đi vào đó nữa. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.